Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Go Services mu 01 Greenwood mang chiến thắng về cho Quỷ Đỏ. Bruno Fernandes có cơ hội đối mặt thủ môn Jose Sa ở phút 38 và đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do anh nhận đường chuyền từ Bongboba ở tư thế việt vị. Tới phút 80, Greenwood phá thế bế tắc trận đấu với cú sút chéo góc, ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang lại trận thắng nhọc nhằn cho Mu. Tường thuật trực tiếp, ngoại hạng Anh, Guo ngày 29 tháng 8. Trước trận đấu này, Mu đã đón nhận tin vui từ Anfield khi hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Liverpool và Chelsea đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, West Ham cũng chỉ giành được một điểm ở màn tiếp đón Crystal Palace. Những kết quả thuận lợi này đã tạo ra cơ hội để thầy trò Solskjaer vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau trận hòa trên sân của Southampton, Mô dĩ nhiên muốn giành 3 điểm trong chuyến viếng thăm Molineuxiêm này. Đây là mục tiêu không dễ dàng với thầy trò Solskjaer bởi Goose vốn được đánh giá cao với lối chơi phòng ngự. Tuy vậy, ở ngoại hạng Anh mùa trước, ở hai màn đồng độ Goose, Mô đều ca khúc khải hoàn. Đây là kết quả mang lại sự tự tin rất lớn cho quỷ đỏ. Trong khi đó, Goose đã để thua ở cả hai trận mở màn mùa giải này trước Leicester và Tottenham. Về lực lượng, Mô mất Mattomini chấn thương và vẫn chưa chào đón sự trở lại của Rashford, Cavani. Tuy nhiên, ở hàng thủ, trung vệ Rafael Varane đã sẵn sàng ra mắt. Phong độ ấn tượng của bộ đôi tiền vệ Pogba, Bruno Fernandes chính là chìa khóa để quỷ đạo giải mã hàng thủ của huấn luyện viên Bruno Les.